lộ chấn động một số thông tin cơ học về bằng tiến sĩ của sư Thích Chân Quang. Trích Facebook Nguyễn Hoàng Anh. Theo Trường Đại học Luật Hà Nội, ông Vương Tấn Việt có đủ điều kiện để học thẳng lên tiến sĩ vì có bằng tốt nghiệp đại học ngành luật loại giỏi. Là tác giả một bài báo cáo khoa học in trong kỷ yếu Hội thảo Khoa học Quốc tế có phản biện năm 2017, có năng lực ngoại ngữ, bằng tốt nghiệp đại học, ngành tiếng Anh, quy định tại Điều 5 Thông tư số 08-2017-TT-BGDT ngày 4 tháng 7 năm 2017 và Điều 6 quy định 261-QĐ-DHLHN. Từ tháng 12 năm 2019 đến tháng 6 năm 2021, nghiên cứu sinh Thích Chân Quang hoàn thành đầy đủ chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ và 7 học phần của chương trình tiến sĩ. Tháng 12 năm 2021, ông bảo vệ thành công luận án tiến sĩ, tức là trong 6 tháng hoàn thành không chỉ luận án mà cả các thủ tục để được bảo vệ 2 lần, điều mà những người trần mắt thịt mất 3 đến 4 năm vẫn chưa làm được. Trùng hợp nữa là ngày 7 tháng 6 năm 2019, Trường Đại học Luật Hà Nội ra thông báo tuyển sinh số 2190-TBTS-DHLHN về việc tuyển sinh nghiên cứu sinh đợt 2 năm 2019. Theo đó, người dự xét tuyển nghiên cứu sinh phải đáp ứng các điều kiện sau. 1. Có một trong các văn bản sau đây. Bằng thạc sĩ luật học đúng ngành hoặc khác ngành đăng ký dự tuyển. Trường hợp thí sinh có bằng thạc sĩ luật học khác ngành đăng ký dự tuyển thì sau khi trúng tuyển, thí sinh phải học bổ sung kiến thức ở trình độ thạc sĩ của ngành đào tạo tiến sĩ đã trúng tuyển. Bằng cử nhân luật hệ chính quy loại giỏi trở lên do các trường đại học trong nước được Bộ Giáo dục và Đào tạo giao nhiệm vụ đào tạo cử nhân ngành luật, luật kinh tế, luật quốc tế, luật thương mại quốc tế cấp. Đây là những điều kiện đầu vào đầu tiên được xét đến đối với mọi nghiên cứu sinh tiến sĩ mà Trường Đại học Luật Hà Nội áp dụng bấy lâu nay. Xong đến ngày 30 tháng 9 năm 2019, Trường Đại học Luật Hà Nội có thông báo về việc đính chính thông tin về điều kiện dự tuyển nghiên cứu sinh trong thông báo tuyển sinh nghiên cứu sinh đợt 2 năm 2019 để phù hợp với quyết định số 261-QĐ-DHLHN. Theo đó, đính chính thông tin về điều kiện dự tuyển nghiên cứu sinh trong điểm B mục 3 thông báo tuyển sinh số 2190-TBTS-DHLHN như sau. Điều kiện dự tuyển sinh, nghiên cứu sinh có một trong các văn bằng sau đây. Bằng cử nhân luật, loại giỏi trở lên do các trường đại học trong nước được Bộ Giáo dục và Đào tạo giao nhiệm vụ đào tạo cử nhân ngành luật, luật kinh tế, luật quốc tế, luật thương mại quốc tế cấp. Như vậy, cũng nhờ việc đính chính thông tin về điều kiện dự tuyển nghiên cứu sinh, ông Vương Tấn Việt đã vượt qua khe cửa hẹp để đủ điều kiện học tiến sĩ mà không cần quan tâm đến điều kiện có bằng cử nhân luật hệ chính quy loại giỏi trở lên, như thông báo tuyển sinh ban đầu Trường Đại học Luật Hà Nội đưa ra vì ông học hệ vừa làm vừa học. Đây cũng là điều vô cùng đặc biệt và may mắn với chính cá nhân ông Vương Tấn Việt. Điều này liệu có thể giải thích bằng việc ông là cổ đông nắm 80% cổ phần công ty trách nhiệm hữu hạn Văn hóa Pháp Quang, doanh nghiệp kinh doanh thực phẩm chức năng, các đồ tâm linh, trong đó có nhiều sách đĩa của tiến sĩ, thượng tọa Thích Chân Quang. Chưa hết, hiện nay ông còn là nghiên cứu sinh ngành tôn giáo học, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội. Và trường cũng vừa phải vì ông mà sửa thông tin là ông trúng tuyển vì có bằng thạc sĩ, thứ mà ông không có, thành ông trúng tuyển vì có bằng tiến sĩ phù hợp. Đây cũng là nơi nam nhà sư Thích Đàm Lan, trụ trì chùa Bồ Đề Hà Nội, Thích Đàm Kiên, trụ trì chùa Phổ Minh Hải Phòng, Thích Minh Thịnh, trụ trì chùa Diên Phúc Đông Anh Hà Nội, Thích Nguyên Hạnh, trụ trì chùa Tảo Sách Hà Nội, Thích Thanh Nhiễu hoàn thành luận án tiến sĩ ngành tôn giáo học từng gây xôn xao cộng đồng mạng với nghi án đạo văn vì sao chép gần như 100% nhưng trường không trả lời. Bộ Giáo dục và Đào tạo đã có công văn hỏa tốc gửi Trường Đại học Luật Hà Nội yêu cầu báo về quá trình tuyển sinh đào tạo đối với nghiên cứu sinh Vương Tấn Việt, tức Thượng tọa Thích Chân Quang. Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị Trường Đại học Luật Hà Nội khẩn trương báo cáo cụ thể về quá trình tuyển sinh đào tạo tiến sĩ, bao gồm cả việc nộp hồ sơ phản biện, bảo vệ luận án và có minh chứng kèm theo đối với hồ sơ của ông Vương Tấn Việt, báo cáo gửi về Bộ Giáo dục và Đào tạo. Toàn bộ sự thật về quan bà Hoàng Thị Thúy Lan, Bí thư tỉnh Vĩnh Phúc. Kính thưa quý vị, có thể khẳng định rằng trong suốt cuộc đời, hoạt động cách mạng cũng như lo cho nước, cho dân, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng luôn day dứt và trăn trở quyết tâm đó là phòng chống tham nhũng, suy thoái biến chất của một bộ phận không nhỏ đảng viên để lấy lại niềm tin trong lòng nhân dân. Bác Trọng đã nói trong công cuộc đốt lò của mình không có vùng cấm. Sai phạm ở mức nào sẽ xử ở mức đó, kể cả là đã chuyển công tác hay đã nghỉ việc, nghỉ hưu.
Việc này làm cho những đối tượng đã và đang tham nhũng sẽ suốt đời sống trong lo âu, sợ hãi. Thời đại đất nước đang ngày càng đổi mới sâu rộng để hòa nhập cùng với sự phát triển của nhân loại. Nhân dân đặt niềm tin và hy vọng vào việc sẽ không còn những ông vua con, những bà con lớn lũng loạn, những con lươn, con trạch dù chui sâu đến cỡ nào cũng phải ra trước ánh sáng. Và mới đây nhất, sự việc Bộ Công an tiến hành bắt giữ Hoàng Thị Thúy Lan một lần nữa cho thấy sự thật chân lý, không có vùng cấm là hoàn toàn đúng đắn. Đau lòng là quan bà Hoàng Thị Thúy Lan lại được ví như một khúc củi tươi đúng vào ngày Quốc tế Phụ nữ mùng 8 tháng 3 cùng với rất nhiều các quan chức khác sổ khám vì tội nhận hối lộ lên đến hàng chục tỷ đồng. Vậy, quan bà Hoàng Thị Thúy Lan có thân phận gì đặc biệt, con đường quan lộ và quá trình lộng hành thực hiện hành vi vi phạm pháp luật của mình như thế nào? Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu qua video sau đây. Kính thưa quý vị, quan bà ngã ngựa Hoàng Thị Thúy Lan được rất nhiều các tờ báo ví von như khúc củi tươi mới được cho vào lò 1966 tại tỉnh Vĩnh Phúc. Mặc dù quan bà được bầu giữ chức vụ Bí thư tỉnh Vĩnh Phúc vào tháng 2 năm 2015 và trước đó cũng đã kinh qua rất nhiều các vị trí quan trọng tại địa phương, nhưng xuất thân của bà Lan lại rất bình thường. Học vấn của bà Thúy Lan tốt nghiệp cao đẳng sư phạm chuyên ngành hóa lý, rồi làm giáo viên trung học cơ sở, nhưng sau đó bà này bỏ dậy, chuyển sang làm cán bộ phụ nữ thị xã. Thế rồi, không biết bằng năng lực hay tài năng vượt trội ra sao, hay có một bàn tay vô hình nào nâng đỡ. Nhưng chỉ trong một khoảng thời gian ngắn ngủi, bà này đã được chuyển sang làm cán bộ đoàn của tỉnh Vĩnh Phúc, phục vụ cho việc tiến thân nhanh chóng. Bà Lan đi học chuyên tu luật tại Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Hà Nội và có bằng thạc sĩ luật. Quá trình công tác của bà Hoàng Thị Thúy Lan thì trong 7 năm đầu tiên, tháng 10 năm 1990 đến tháng 4 năm 1997, bà Lan là giáo viên trường trung học cơ sở Duy Phiên, huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc. Và rồi, từ năm 1997 đến năm 2001, vỏn vẹn 4 năm, bà này đã có những bước tiến thần tốc, nhảy vọt qua nhiều vị trí như Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên tỉnh Vĩnh Phúc, Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh đoàn, Phó Chánh Văn phòng tỉnh đoàn, Chánh Văn phòng tỉnh đoàn, Trưởng Ban Tư tưởng Văn hóa tỉnh Vĩnh Phúc. Tháng 4 năm 2015, Hội đồng Nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc khóa 15, học kỳ thứ 12 bất thường. Tại kỳ họp này, bà Lan được bầu giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc khóa 15. Đến tháng 10 năm 2015, bà tái đắc cử Bí thư tỉnh ủy. Nhận xét về quá trình thăng tiến của bà Lan, có thể thấy rằng bà Lan là một người phải là người có nhiều tài lẻ mới có thể có con đường quan lộ êm đềm và thăng tiến thần tốc đến như vậy. Bởi vì không ít những cán bộ đủ sức, đủ tài cũng phải trải qua bao nhiêu tháng năm rèn luyện và cố gắng mới có thể ngồi lên được những vị trí cao như vậy. Nhìn chung thì khi ai đó còn đương chức, đương quyền thì sẽ rất ít điều tiếng, hoặc dẫu có điều tiếng thì cũng sẽ được lấp liếm cho qua. Nhưng một khi đã ngã ngựa thì mọi góc khuất đằng sau mới được sáng tỏ. Cụ thể là sau khi bà Lan cùng ông Lê Duy Thành, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân, đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc cùng bị bắt về tội nhận hối lộ, quy định tại khoản 4, điều 354 Bộ Luật Hình sự thì có nhiều luồng ý kiến dư luận cho rằng bà Lan nhận được sự nâng đỡ trong sáng đến từ một nhân vật có tên là Trịnh Đình Dũng. Còn việc trong sáng đến mức độ nào thì là một người công dân chúng ta sẽ chờ đợi kết quả xác minh và công bố đến từ cơ quan chức năng. Biết rằng trong khoảng thời gian từ năm 2011, lúc ông Trịnh Đình Dũng giữ chức Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Vĩnh Phúc thì quan lộ của bà Thúy Lan lên như diều gặp gió. Năm 2005, bà Lan mới là Bí thư tỉnh đoàn thì đến năm 2011, khi Bí thư tỉnh ủy Trịnh Đình Dũng rời Vĩnh Phúc để về Hà Nội nhận chức Thứ trưởng Bộ Xây dựng thì bà Lan đã ngồi vào ghế Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra tỉnh ủy Vĩnh Phúc. Đến trước thời điểm bị bắt, bà này vẫn giữ nhiều chức vụ cao trong chính quyền tỉnh Vĩnh Phúc, mặc dù trước đây bà Lan cũng đã từng có rất nhiều các bê bối khác nhau. Sốc, tiết lộ sự thật về bà Phạm Thị Yến, cánh tay đắc lực của trụ trì chùa Ba Vàng, sư bà duy nhất không xuống tóc, dựa vào tâm linh cửa Phật hốt bộn tiền. Thưa quý vị, nói đến chùa Ba Vàng, ngoài vụ việc tranh cãi về xá lợi tóc, tức vật do trụ trì Thích Trúc Thái Minh đứng ra tổ chức, thì một gương mặt quen thuộc cũng từng làm mưa làm gió trên các trang mạng một thời không thể không nhắc đến, chính là bà Phạm Thị Yến, người nổi tiếng với hàng trăm video ngồi thuyết pháp trong các Phật tử. Thậm chí đã có từng một thời gian bà này vướng phải lùm xùm khi có những lời lẽ hạ danh dự nữ sinh giao gà.
Vậy sự thật bà Yến là ai? Có phải là cánh tay đắc lực của chủ trì Thích Trúc Thái Minh hay không? Đằng sau còn có câu chuyện nào uẩn khúc hay không? Hãy cùng tìm hiểu ngay sau đây. Chân dung cô Yến. Cô Yến tên thật là Phạm Thị Yến, sinh năm 1970, pháp danh Tâm Chiếu Hoàn Quán, là chủ nhiệm một câu lạc bộ tại chùa Ba Vàng, tỉnh Quảng Ninh. Người phụ nữ này tự nhận là nhà hoạt động Phật giáo, có pháp danh Tâm Chiếu Hoàn Toán. Dù không nắm giữ chức vụ nào cụ thể tại chùa Ba Vàng thuộc thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh, nhưng sức ảnh hưởng của bà Yến tới nhà chùa rất lớn. Bà thường xuyên xuất hiện tại các buổi tọa đàm và trong các tài liệu tuyên truyền của nhà chùa. Phạm Thị Yến, 49 tuổi, nguyên quán tại xã Đồng Tiến, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên. Sau đó, bố mẹ đẻ của người này chuyển đến ở tại quận 2, phường Hồng Hải. Bà Yến trước đây làm thợ may, chuyên nhận sửa chữa quần áo tại một góc chợ Hạ Long 1. Trong thời gian này, bà Yến cũng thường đi lễ chùa. Sau đó, bà này nghỉ việc may quần áo và lên chùa Ba Vàng ở hẳn. Như vậy có nghĩa là bà Yến thực chất chỉ là một Phật tử bình thường. Tuy nhiên, trong các video clip do chùa Ba Vàng đăng tải, bà này ngồi trên một vị trí trung tâm thuyết giảng những giáo lý mà bà ấy gọi là giáo lý nhà Phật trước hàng trăm con người bên dưới. Vậy bà Yến lấy tư cách gì, kiến thức ở đâu ra để ngồi thuyết pháp ngày này qua tháng nọ như thế? Chưa kể trong quá trình đó, người phụ nữ này còn có những phát ngôn gây xôn xao dư luận, thậm chí hứng chịu hàng loạt chỉ trích của cộng đồng mạng, nhất là vụ nữ sinh giao gà ở Điện Biên. Bà Yến nói nguyên nhân chính chưa phải là nguyên nhân đi xếp hàng khiến nữ sinh ra đi như vậy, mà nguyên nhân chính phải do những ác nghiệp của bạn ấy trong tiền kiếp và duyên trong hiện tại bạn ấy lại sát sinh. Hai cái này cộng vào nhau khiến cho bạn ấy bị như vậy. Ai làm gì cũng phải là do quả báo của chính mình. Theo người phụ nữ này, nữ sinh Cao Thị Mỹ Xuyên trong tiền kiếp phải có hai loại tội. Tội thứ nhất là tiễn người, tội thứ hai là về mặt thân thể, cho nên bạn mới bị quả báo như vậy. Trước đông đảo đạo hữu, bà Yến giải thích về cái nghiệp của nữ sinh giao gà xấu số trong vụ thảm án từng gây rúng động dư luận tại Điện Biên. Nhiều người cho rằng nữ sinh xấu số đáng thương đang bị đem ra hạ thấp danh dự một lần nữa dưới danh nghĩa tâm linh. Tất cả những điều ấy là hoàn toàn vu khống một nạn nhân đáng thương. Sau khi bị dư luận lên án, chính quyền thành phố Hạ Long đã tiến hành lập biên bản và phạt người phụ nữ này 5 triệu đồng vì hành vi tuyên truyền mê tín. Chia sẻ với phóng viên, bà Yến này khẳng định việc tổ chức các buổi giảng về thỉnh vong, cúng oan gia trái chủ để mọi người biết thuyết nhân quả mà sống tốt đẹp, làm điều thiện, tránh điều ác. Hơn 10 năm nay, mỗi ngày bà chỉ ăn một bữa, quần áo có 2 bộ và không cần tiêu tiền. Nhưng bà khuyên Phật tử khi làm lễ oan gia trái chủ cần cúng dường vào chùa Ba Vàng để giải nghiệp. Đáng nói hơn là cúng tối thiểu phải 5 triệu đồng. Ngoài ra, theo bà Yến, hiện tượng bị ma nhập trong cuộc sống rất nhiều, còn được gọi là hiện tượng bị phi nhân làm hại. Việc này gây đến rất nhiều tổn thất và đau khổ cho chính bản thân họ và gia đình nếu không tìm ra cách giải quyết phù hợp. Để giải quyết hiện tượng này cần phải dùng tiền và làm công quả, làm không công thì sẽ chữa khỏi được bệnh bị phi nhân làm hại. Trên các kênh truyền bá của mình, bà Yến thường xuyên xuất hiện trên các pháp giảng để nói về những điều hoang đường, gây hoang mang dư luận. Trong những bài phát biểu của mình, bà Yến thường vận dụng những kiến thức, các khái niệm để phê phán và chỉ trích mọi thứ trên đời. Tất cả mọi sự vật hiện tượng trên đời đều do tiền kiếp và các vong linh báo oán gây ra. Thưa quý vị, chùa Ba Vàng là một cơ sở thờ tự lớn và rất nổi tiếng ở phía Bắc. Tọa lạc tại thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh, tại ngôi chùa này, theo như các nhà sư cũng như là trụ trì của chùa, mọi bệnh tật và xui xẻo trong cuộc sống đều được lý giải là bởi oan hồn gây ra. Muốn thoát nạn thì buộc phải trả nợ cho vong tử vài triệu đến hàng chục triệu đồng thông qua hình thức công đức vào nhà chùa. Đến chùa để thỉnh vong. Ngày 8 tháng 1 âm lịch hàng tháng thường là ngày bận rộn nhất tại chùa Ba Vàng. Không chỉ diễn ra khóa tu bát khoan trai, dưới 8 cũng là ngày nhà chùa tổ chức thỉnh vong giải nghiệp cho những người có nhu cầu đã thành lịch cố định. Cứ mỗi tháng 3 đợt, mỗi đợt 2 ngày, tại chùa Ba Vàng sẽ diễn ra lễ thỉnh vong, giải nghiệp thu hút hàng ngàn người tham dự. Tới nay, dù chính quyền đã có những lệnh phạt hành chính nhưng vẫn không thể ngăn ngừa được các hoạt động lấy tiền bá tánh công khai ở chùa Ba Vàng. Giá lợn hơi xuống thấp, người nuôi ngậm ngùi, treo chuồng. Quý vị và các bạn thân mến, tại huyện Châu Đức, địa phương có số hộ chăn nuôi lợn lớn nhất của tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, đến thời điểm này đã có rất nhiều trang trại hộ chăn nuôi phải bán tháo lợn và nghỉ nuôi. Sau một thời gian dài giá lợn hơi xuống thấp, trong khi giá thức ăn chăn nuôi vẫn ở mức cao, khiến nhiều hộ nuôi trang trại nhỏ trên địa bàn tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đã không thể cầm cự, phải bán tháo hết đàn lợn, nghỉ nuôi và treo chuồng.
Tại huyện Châu Đức, địa phương có số hộ chăn nuôi lợn lớn nhất của tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, đến thời điểm này đã có rất nhiều trang trại hộ chăn nuôi phải bán tháo lợn và nghỉ nuôi. Theo số liệu thống kê của Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện Châu Đức, nếu như cuối năm 2022 huyện có 171.000 con lợn, đến nay đã giảm hơn 11.000 con, còn khoảng gần 160.000 con. Số đàn nuôi giảm chủ yếu ở các trang trại, hộ nuôi quy mô vừa và nhỏ. Gia đình ông Đặng Đức Bình ở ấp Đông Linh, xã Bình Giã, huyện Châu Đức cách đây hơn một tháng đã quyết định bán tháo hết toàn bộ đàn lợn thịt và cách đây khoảng một tuần cũng đã bán hết đàn lợn nái, quyết định treo chuồng nghỉ nuôi. Theo ông Bình, giá lợn hơi không tăng, giá thức ăn chăn nuôi vẫn còn ở mức quá cao khiến người nuôi như ông liên tục bị thua lỗ nên không thể cầm cự để có thể tiếp tục theo nghề nuôi lợn đã hơn 10 năm nay. Gia đình bà Nguyễn Thị Thu Lan ở ấp Lộc Hòa, xã Bình Giã cũng trong cảnh tương tự. Gia đình bà gắn bó với nghề nuôi lợn với quy mô nhỏ đến nay đã được gần 20 năm. Mỗi lứa bà chỉ nuôi khoảng 40 con. Bà Lan cho biết giá lợn hơi liên tục lên xuống bấp bênh, dịch bệnh lại liên tục hoành hành, cộng với giá cám tăng cao. Mặc dù nuôi quy mô nhỏ nhưng bà cũng liên tục bị thua lỗ nên bà đã quyết định bán hết đàn lợn để nghỉ nuôi cách đây không lâu. Bà Lan cho biết thời điểm giá lợn hơi 49.000 đồng 1kg, có lứa bà lỗ cả hơn 1 triệu đồng một con. Lứa nào giá cao hơn một chút sau 4 tháng nuôi, bà cũng chỉ lãi được khoảng 200.000 đồng một con. Gia đình ông Nguyễn Long Phú ở thôn 4, xã Bình Trung, huyện Châu Đức cũng quyết định nghỉ nuôi lợn từ cuối năm 2022 để chuyển qua nuôi dê thương phẩm. Ông Phú chia sẻ, mỗi lứa nuôi gia đình thường nuôi khoảng 30 con lợn thịt, thế nhưng giá lợn hơi rớt xuống thấp nên cũng không thể cầm cự được do chi phí cho mỗi lứa nuôi quá cao, người nuôi liên tục thua lỗ. Lứa nào ít gia đình tôi cũng lỗ tầm 700.000 đồng một con, có lứa lỗ trên 1 triệu đồng. Không muốn lâm vào cảnh nợ nần chồng chất nên mặc dù gắn bó hơn 10 năm với nghề nuôi lợn, gia đình tôi quyết định nghỉ nuôi để chuyển qua nuôi dê. Theo khảo sát, đối với các trang trại quy mô vừa và hộ nuôi nhỏ lẻ, đầu tư chuồng trại ít nên khi nuôi thua lỗ, họ có thể nghỉ nuôi, chuyển qua làm công việc khác hoặc nuôi vật nuôi khác. Thế nhưng đối với các trang trại được đầu tư quy mô lớn, số vốn bỏ vào xây dựng chuồng trại nhiều, người nuôi vẫn phải cố gắng cầm cự, gồng mình gánh lỗ chờ giá lên để bù phần nào chi phí đầu tư cả cơ ngơi chuồng trại đã bỏ ra. Trong khi đó, hầu hết người chăn nuôi hiện nay đều đang vay vốn để sản xuất nên càng khó khăn hơn. Ông Trần Tâm, chủ một trang trại nuôi lợn tại xã Bình Ba, huyện Châu Đức cho hay, lứa lợn thịt nuôi hơn 100 con của gia đình ông đang đứng trước nguy cơ lỗ từ 1,2 đến 1,5 triệu đồng một con một tạ. Nếu bán với mức giá lợn hơi hiện nay là 50.000 đồng đến 52.000 đồng 1kg, hiện nay tôi vẫn đang vay ngân hàng và anh em bạn bè gần 3 tỷ đồng để đầu tư trang trại và chăn nuôi. Vốn liếng bỏ ra đầu tư trang trại, chi phí chăn nuôi trong khi giá lợn hiện nay thấp nên người chăn nuôi đang phải gồng mình chống chọi. Mỗi tháng tôi phải cố gắng xoay sở để bù lỗ khoảng 50 đến 60 triệu đồng cho đàn lợn nuôi quy mô vài trăm con, vừa trả tiền vay ngân hàng và các chi phí sinh hoạt, sản xuất khác. Thời gian tới tôi sẽ tính toán cân đối chi phí đầu vào và đầu ra cho hợp lý để giảm bớt lỗ khi thị trường ngành chăn nuôi nói chung, nuôi gia súc nói riêng vẫn còn bấp bênh, ông Trần Tâm nói. Những người chăn nuôi gia súc gia cầm trên địa bàn tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đang đứng ngồi không yên bởi bài toán chi phí đầu vào và đầu ra đang đối nghịch nhau, đó là giá cám, nguồn thức ăn chính trong chăn nuôi đang ở mức cao, giảm nhỏ giọt, trong khi đó giá lợn hơi bán ra lại đi xuống và chưa thấy dấu hiệu khởi sắc. Nếu không giải được bài toán này, nguy cơ các trang trại nhỏ, hộ chăn nuôi đóng cửa, treo chuồng ngày một tăng là điều không tránh khỏi. Trước biến động về giá thức ăn, chi phí đầu vào tăng cao, ngành nông nghiệp tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu khuyến cáo người chăn nuôi cẩn trọng tái đàn, đảm bảo sự phát triển ổn định. Ngoài ra tăng cường chuyển đổi sang hướng chăn nuôi an toàn sinh học, tạo ra sản phẩm thịt lợn đạt chất lượng cao. Đồng thời Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh cũng chỉ đạo Chi cục Chăn nuôi và Thú y thực hiện tốt các biện pháp phòng chống dịch cúm gia cầm, lở mồm long móng gia súc, lợn tai xanh, dịch tả lợn châu Phi, viêm da nổi cục trên châu bò, tăng cường công tác kiểm dịch, kiểm soát vận chuyển động vật và sản phẩm động vật, kiểm tra hoạt động của các cơ sở giết mổ gia súc gia cầm trên địa bàn tỉnh, tiếp tục theo dõi tình hình cung ứng và tiêu thụ sản phẩm chăn nuôi trên địa bàn tỉnh để có khuyến cáo và định hướng phù hợp cho người chăn nuôi. Theo kế hoạch, Tòa án Nhân dân tỉnh Bắc Ninh mở phiên phúc thẩm giải quyết vụ án dân sự về tranh chấp hoạt động cung ứng dịch vụ thanh toán giữa nguyên đơn là khách hàng Trần Thị Trúc ở Bắc Ninh và bị đơn là Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam, Vietcombank. Theo đơn tố giác của bà Trần Thị Trúc, qua các cuộc điện thoại, bà đã bị người tên Tô Ngọc Dầu tự giới thiệu công tác tại Cục Quản lý Giao thông Đường bộ Đà Nẵng và một người khác tên là Hải tự xưng là cán bộ tại Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, lừa hơn 26,5 tỷ đồng. Họ thông báo bà tham gia giao thông gây tai nạn tại thành phố Đà Nẵng và liên quan đường dây buôn ma túy, rửa tiền. Người tên Hải yêu cầu bà Trúc mở hai tài khoản ngân hàng, cài đặt phần mềm bảo mật có biểu tượng huy hiệu Công an Nhân dân vào điện thoại, tiếp tục yêu cầu bà chuyển 26,5 tỷ đồng
vào hai tài khoản ngân hàng để chứng minh nguồn tiền của bà là trong sạch và không liên quan đến đường dây buôn ma túy, rửa tiền. Bà Trúc sau đó đã huy động người thân chuyển tiền vào hai tài khoản ngân hàng, trong đó có tài khoản mở tại Vietcombank chi nhánh Kinh Bắc. Ngày 22 tháng 4 năm 2022, bà đến mở tài khoản tại Vietcombank chi nhánh Kinh Bắc. Tuy nhiên, sau khi mở tài khoản, bà Trúc không nhận được bất cứ cuộc gọi điện thoại hay tin nhắn nào của Vietcombank chi nhánh Kinh Bắc về biến động số dư trong tài khoản vào số điện thoại mà bà đăng ký với Vietcombank khi mở tài khoản. Từ ngày 22 đến 24 tháng 4 năm 2022, bà và một số người nhà chuyển tổng hơn 11,9 tỷ đồng vào tài khoản vừa mở. Khi bà Trúc đến ngân hàng kiểm tra số dư tài khoản thì được nhân viên Vietcombank thông báo tài khoản của bà chỉ còn 114.718 đồng, trong khi bà Trúc không hề thực hiện bất cứ giao dịch rút tiền nào. Đặc biệt, theo bà Trúc, sau khi biết việc bà Trúc mất tiền, từ nhân viên đến cán bộ quản lý của Vietcombank chi nhánh Kinh Bắc đã không tư vấn, không hướng dẫn cho bà Trúc thực hiện trợ giúp khẩn cấp. Ngân hàng cũng không có hành động kịp thời để bảo vệ cho khách hàng gặp rủi ro, cũng như hạn chế, ngăn ngừa kẻ gian tẩu tán số tiền đã rút trong tài khoản của khách hàng, mà chỉ hướng dẫn bà đi trình báo cơ quan công an. Bà Trúc đã khởi kiện Vietcombank ra tòa và yêu cầu bồi thường toàn bộ số tiền 11,9 tỷ đồng bị mất trong tài khoản. Tuy nhiên, đại diện Vietcombank phủ nhận và cho rằng đã thực hiện đúng, đầy đủ các quy định, tư vấn, hướng dẫn thủ tục mở và sử dụng tài khoản của khách hàng. Phía máy chủ của Vietcombank đã xác nhận các giao dịch đều được thực hiện trên số tài khoản, password, OTP đã cung cấp cho bà Trúc. Bà Trúc đã không bảo mật được thông tin và để rơi vào tay kẻ gian, đó là trách nhiệm của bà Trúc. Tòa án Nhân dân huyện Từ Sơn cho rằng bà Trúc nghe theo đối tượng lừa đảo, cài đặt phần mềm bảo mật. Từ đó, bà Trúc vô tình làm mất quyền kiểm soát thiết bị điện tử đã đăng ký với ngân hàng. Hội đồng xét xử nhận định, nguyên nhân chính trực tiếp làm mất số tiền trong tài khoản là do bà Trúc. Vietcombank chi nhánh Kinh Bắc cũng có một phần lỗi là đã không giải thích kỹ các quy định của ngân hàng, không cảnh báo trước thủ đoạn lừa đảo mới của kẻ gian để hướng dẫn, cảnh báo khách hàng. Từ đó, bà Trúc đã không nhận thức được việc làm của mình đã gián tiếp để kẻ gian chiếm đoạt toàn bộ số tiền hơn 11,9 tỷ đồng. Theo đó, tòa cấp sơ thẩm đã tuyên chấp nhận một phần yêu cầu khởi kiện của khách hàng buộc ngân hàng Vietcombank bồi thường 700 triệu đồng. Tuy nhiên, nguyên đơn và bị đơn không đồng ý và cùng kháng cáo. Công an cảnh báo lại ma túy pha trộn thực phẩm, thuốc lá điện tử. Công an thành phố Hồ Chí Minh vừa phát đi thông báo để người dân cảnh giác với dạng ma túy mới nhắm đến dụ dỗ, lôi kéo học sinh, sinh viên sử dụng. Cũng theo Công an thành phố Hồ Chí Minh, những ngày gần đây, trên địa bàn cả nước nói chung và thành phố Hồ Chí Minh nói riêng, xuất hiện một số dạng ma túy mới gây ra các tác hại không nhỏ đến sức khỏe của các em học sinh, sinh viên như chóng mặt, buồn nôn, ngất xỉu. Phương thức thủ đoạn của tội phạm ma túy này thường sử dụng là ngụy trang, núp bóng dưới các loại hàng hóa, bánh kẹo, thực phẩm chức năng, dược phẩm có chứa chất ma túy được sản xuất, đóng gói có phép của cơ quan chức năng. Công an cũng lưu ý đến người dân về thủ đoạn ma túy được pha trộn, tẩm ướp, đóng gói dưới dạng thực phẩm, đồ uống, thảo mộc, thuốc lá điện tử. Nếu người dân vô tình sử dụng các loại này thì rất dễ ngộ độc, thậm chí nguy hiểm đến tính mạng. Công an thành phố Hồ Chí Minh cũng thông tin các đối tượng chế biến sản xuất những loại ma túy mới chưa có trong danh mục cấm pha trộn trong dung dịch thuốc lá điện tử. Công an giải thích thành phần thuốc lá điện tử có chứa nicotine, một chất gây nghiện có thể tác động xấu đến phát triển não bộ của trẻ em, ảnh hưởng đến phụ nữ mang thai và sự phát triển của trẻ. Trường hợp nặng có thể gây nhịp tim chậm, tụt huyết áp, rối loạn nhịp tim, sốc, hôn mê, thậm chí tử vong. Ngoài ra, người dân cũng cần cẩn trọng cả với những sản phẩm bao bì ghi không chứa nicotine nhưng thực chất vẫn có. Trong thuốc lá điện tử còn chứa các chất hóa học phụ gia như methyl salicylate, glycerin, hydrobilenzyglycol. Đây là các hóa chất có thể gây ung thư hoặc tổn thương phổi. Công an cũng thông tin rõ hơn, tội phạm ma túy thường thông qua thuốc lá điện tử để kinh doanh buôn bán, lôi kéo người dân sử dụng trái phép. Các chất ma túy mới bao gồm 1EF, LDS, 2FMA, 3FEA, 3MMC, MDMB, 4N, Binaca, ADB, Butinaca, 4F, MDMB, Butica, 4F, Abutinaca. Tác hại của loại ma túy này sẽ gây ra ảo giác, có thể xuất hiện co giật, hôn mê, thậm chí tử vong đối với người sử dụng. Công an thành phố Hồ Chí Minh cũng cho biết ma túy núp bóng thường được đựng trong các gói trà giảm cân, đông trùng hạ thảo, gói bột nước trái cây có in các dòng chữ dễ nhầm lẫn như Rippy, Rus, Ripsy, Rup, Rap, Mango, Giao Giao hoặc nước dâu, nước vui, cà phê, White Coffee, Charlie được vận chuyển về Việt Nam theo dạng hàng hóa xách tay đường bộ, đường thủy, đường hàng không. Ngoài ra, tội phạm ma túy còn rao bán tại các shop online, các tụ điểm vui chơi giải trí, quán bar, vũ trường, các cơ sở giáo dục, các trường đại học, trung học nhằm lôi kéo dụ dỗ học sinh, sinh viên sử dụng chất ma túy.
Công an Thành phố Hồ Chí Minh đề nghị người dân nêu cao tinh thần cảnh giác, thường xuyên cập nhật, theo dõi các thông tin tuyên truyền về tác hại của ma túy, phương thức thủ đoạn hoạt động của tội phạm về ma túy để nhận biết, phòng ngừa tránh các nguy cơ, rủi ro liên quan đến ma túy đối với bản thân, gia đình và xã hội. Tích cực tham gia đấu tranh tố giác tội phạm liên quan đến ma túy, phối hợp chặt chẽ với lực lượng công an và các cơ quan chức năng trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm về ma túy, mạnh dạn tố cáo những tổ chức cá nhân có hành vi tàn trữ, mua bán, sử dụng trái phép các chất ma túy cho chính quyền địa phương nơi mình cư trú. Công an cũng khuyến cáo người dân nên vận động người nghiện tham gia cai nghiện tại cơ sở chữa bệnh của nhà nước hoặc các cơ sở cai nghiện tư nhân để họ từ bỏ ma túy. Đối với các dịch vụ kinh doanh có điều kiện và các hộ kinh doanh khác, công an yêu cầu tuyệt đối không được tham gia mua bán, tàn trữ, vận chuyển các loại thực phẩm, thuốc lá điện tử, thuốc kích thích trôi nổi không rõ nguồn gốc. Bởi theo Công an Thành phố Hồ Chí Minh, các sản phẩm này khi bày bán dễ gây nhầm lẫn cho người dân khi mua, sử dụng các thực phẩm thông thường.